9 loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, có 9 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện tại Việt Nam, bao gồm vaccine AstraZeneca, đây là loại vaccine sản xuất theo công nghệ vector, tiêm hai liều cách nhau 8 đến 12 tuần. Vaccine CanCovidVac, tên khác là Sputnik V, đây là vaccine sử dụng công nghệ tái tổ hợp trên mã hóa protein S của SARS-CoV-2, tiêm hai liều cách nhau 3 tuần. Vaccine Vericel do Sinopharm phát triển, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm hai liều cách nhau 3-4 tuần. Vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech, vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA, tiêm hai liều cách nhau 3-4 tuần. Vaccine Spivax, tên khác là Moderna, vaccine này được sản xuất dựa trên công nghệ mRNA, tiêm hai liều cách nhau 3-4 tuần. Vaccine Janssen, vaccine này được sản xuất bằng công nghệ vector virus, tiêm một liều duy nhất. Vaccine HiAsVax, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm hai liều cách nhau 2-4 tuần. Vaccine Abdala, đây là vaccine có thành phần hoạt chất là protein tái tổ hợp vùng liên kết thụ thể virus SARS-CoV-2, RBD, tương tác với thụ thể RCE2 của người, tiêm 3 liều, khoảng cách giữa mỗi liều là 14 ngày. Vaccine Covaxin của Ấn Độ, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm 2 liều cách nhau 4 tuần. Vaccine phòng COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam đều phải đảm bảo 3 yếu tố: an toàn, sinh miễn dịch, hiệu quả bảo vệ. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân và trách nhiệm với cộng đồng. Tiêm vaccine, vững niềm tin.